trên đài chiến thắng Hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm 2020. Phùng Trương Chân Đài, 29 tuổi, đến từ California, Mỹ, vừa giành vương miện Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 trong chung kết phát sóng tối 24 tháng 1. Chân Đài nhận vương miện trị giá 1 tỷ đồng từ người tiền nhiệm Đỗ Nhật Hà. Trong giây phút đăng quang, cô bày tỏ niềm hạnh phúc và mong muốn trích 50% tiền thưởng giúp đỡ những người chuyển giới lớn tuổi và trẻ em cơ nhỡ. Phần còn lại cô sẽ dùng để đầu tư hình ảnh, tập luyện và dự thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2021 tại Thái Lan. Phùng Trương Chân Đài là thí sinh nổi bật từ vòng loại và thuộc đội huấn luyện viên Minh Tú. Cô có nhan sắc cuốn hút và được nhận xét giống hệt Miss Universe 2017 Demi Lynell Peter. Người đẹp cao 1m71, số đo 90-61-92. Ngoài ra, cô sinh sống ở Mỹ nhiều năm nên khả năng ngoại ngữ tốt. Chân Đài cùng hai thí sinh Mỹ Kỳ và Tường Vi được xướng tên vào top 3. Họ phải trả lời câu hỏi chung, người chuyển giới không chỉ bị kỳ thị bởi người dị tính, mà các nhóm LGBT cũng có sự kỳ thị lẫn nhau. Theo bạn, điều đó bắt nguồn từ đâu và làm thế nào để hạn chế vấn đề này? Chân Đài trình bày, người chuyển giới, đồng tính đều là những con người bình thường, có nhiều đóng góp cho xã hội, mọi người hãy công nhận những giá trị đó. Và là một trong những người chuyển giới, tôi đứng ở đây với mong muốn đem hình ảnh, tiếng nói của mình góp phần cho cộng đồng LGBT ngày càng lớn mạnh. Qua đó, sự kỳ thị giảm dần và người chuyển giới Việt Nam được sống, làm việc hạnh phúc như bao người. Thánh Lô Tô Lương Mỹ Kỳ giành ngôi vị Á quân 1. Cô là thí sinh nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả khi ghi danh đại sứ hoàn mỹ. Sắc vóc gợi cảm, gương mặt đẹp và tinh thần quyết tâm cao trở thành lợi thế của Mỹ Kỳ trên đường đua đi tới vương miện. Người đẹp Tiền Giang cao 1m7, 3 vòng 90-60-90. Thí sinh đẹp nhất cuộc thi, Tường Vi dừng bước ở vị trí Á quân 2. Trong đêm chung kết, cô cho thấy sự trưởng thành trong ứng xử, trình diễn cuốn hút hơn. Chỉ số 3 vòng của cô lần lượt là 1m66, 83-60-92. 3 thí sinh được ban giám khảo và khán giả lựa chọn trở lại thi chung kết gồm Đại Dương, Bô Lô Nguyễn và Vũ Thu Phương. Trong chung kết, họ phải trải qua các phần thi, dạ hội, áo tắm, thuyết trình, con số ấn tượng và ứng xử. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé!